Vậy là xong. Đám ma của mẹ con lớn nhất từ trước tới nay ở đây. Hai đứa con ở lại tới ngày mở cửa mã luôn chứ. Anh Tùng có ở thì ở, con phải về. Con không quen sống ở đây. Vừa nóng nực, nước thì uống lợ lợ khó uống. Bởi vậy vừa xong đám là con liền cho thằng Phi về. Về nhà ông bà ngoại nó, chứ ở đây bảo đảm nó bệnh luôn á. Em nói vậy đâu có được. Em là con dâu trong nhà này, em phải có trách nhiệm chứ. Em không sợ người đời dèm pha chỉ trích mình sao? Ai nói gì kệ người ta, tôi không quan tâm. Dù gì á thì tôi cũng về đội tang đàng hoàng rồi. Còn ba cái thủ tục đó ba với anh làm là được rồi, cần gì có mặt tôi. Em nói nè, hai đứa đừng có to tiếng với nhau nữa. Mẹ con mới vừa mất đó. Anh với tôi là khắc khẩu mà, tôi nói gì anh cũng cãi lại hết. Chồng gì mà không chịu vợ, nhịn nhục một câu cho anh chết quá. Em trùng hợp ghê, tôi về thăm thằng Minh cuối cùng gặp hai người ở đây. Chuyện lớn vậy tôi mới về đây, chứ bình thường đừng có hòng. Xứ sở gì mà nó muốn chết luôn vậy đó. Gió biển dưới cảng lên, nghe tanh ói cái mùi cá. Tôi mà làm dâu ba bữa chắc chết liền á. Số gian sướng không phải làm gì đâu. Lấy chồng phải theo chồng, đó là phong tục của người Việt Nam mình mà. Còn lâu tôi mới làm dâu. Cha mẹ tôi còn chưa hầu ngày nào ở đó mà đi hầu cho cha mẹ chồng. Con xin lỗi ba, giờ con trái tính trái nết như vậy đó, con cũng khổ tâm lắm. Phải chịu thôi con à. Nó sinh ra trong một gia đình gia thế như vậy, được nuông chiều nên tính nết ương ngạnh. Con cũng đừng vì chuyện này mà gây nhau với nó. Mai mốt về nhà nó lại kiếm chuyện thì khó sống lắm.